dịch vụ cho thuê tròn gói hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thay vì phải đầu tư mua mới, lắp đặt và tự vận hành, hãy cân nhắc sử dụng dịch vụ thuê trọn gói. Sử dụng dịch vụ này, chủ cơ sở tiết kiệm được hàng chục triệu đồng chi phí đầu tư ban đầu, để hoàn thiện các hàng mục khác. Người thuê hoàn toàn yên tâm, vì bên cho thuê phải đảm bảo hệ thống hoạt động tốt trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ. Kỹ thuật viên của bên cho thuê có trách nhiệm bảo trì hệ thống định kỳ hàng tháng. Người sử dụng không mất chi phí nhân công vận hành và bảo trì như khi tự đầu tư sau 3 năm, hệ thống sẽ thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của bên thuê. Mức giá chỉ từ 15 đến 25 ngàn đồng một ngày, tùy theo số lượng thiết bị mà công trình cần sử dụng. Một công trình điển hình sẽ cần hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy bằng nước, bình chữa cháy sát tay, hệ thống chiếu sáng sự cố, và các phương tiện chỉ dẫn an toàn. Tất cả các sản phẩm đều có giấy chứng nhận kiểm định và dán tem phòng cháy chữa cháy do Bộ Công an phát hành. Vui lòng liên hệ số hotline trên màn hình để được tư vấn kỹ thuật chi tiết và nhận bảo giá cụ thể cho công trình của bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Nhiều cơ sở kinh doanh đang chuyển sang thuê thay vì tự đầu tư vì các ưu điểm rõ ràng của dịch vụ mới này. Sử dụng dịch vụ này, chủ cơ sở tiết kiệm được hàng chục triệu đồng chi phí đầu tư ban đầu để hoàn thiện các hạng mục khác.